Sau khi bị một ông hàng xóm xâm hại tình dục và ném xuống sông, một bé gái 8 tuổi ở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng đã may mắn thoát chết, hoảng hốt chạy về nhà và tố cáo sự việc. Vào ngày 13 tháng 6, ông Dương Chí Hòa là đội trưởng đội hình sự công an huyện Hải Lăng cho biết công an đang tiến hành điều tra việc gia đình một ông 38 tuổi trú xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tố cáo con gái mình 8 tuổi bị người hàng xóm sàm sở rồi ném xuống sông. Theo trình báo, vào khoảng 19 giờ tối ngày 10 tháng 6, cháu gái về nhà trong tình trạng hỗn loạn, áo quần ướt sũng, cơ thể có nhiều vết xước. Sau đó, hốt hoảng kể với bố mẹ rằng cháu qua nhà một ông hàng xóm để hỏi bài con ông này, nhưng bạn học cùng lớp lại không có ở nhà. Nãy xin ý đồ xấu, ông này liền rủ cháu gái kia đi tìm con mình, nhưng do trời tối nên cháu sợ đòi về không buông tha khi đi đến bờ sông cách nhà khoảng một cây số thì ông này liền khống chế xâm hại tình dục xàm sợ cháu gái dù cháu gái này kháng cự và văn xin